Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 8 tại xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Thượng Ninh được quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó đã huy động sự vào cuộc của toàn thể nhân dân, nhiều nguồn tin có giá trị của nhân dân cung cấp đã giúp cấp ủy chính quyền và lực lượng công an đấu tranh ngăn chặn, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Xã cũng thường xuyên duy trì, củng cố hoạt động của mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn như mô hình camera giám sát an ninh trật tự, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, mô hình điểm chữa cháy công cộng và mô hình hội cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự. Tại ngày hội, nhiều tập thể cá nhân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.